Xin kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai thực hiện. Thưa quý vị, liên tục những ngày gần đây, các đội quản lý thị trường trên địa bàn đã kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều điểm giết mổ trái phép, một số điểm thực hiện giết mổ heo bệnh chuẩn bị tuồn ra thị trường. Vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2022, đội quản lý thị trường số 4 cùng phối hợp với trạm thú y huyện Long Thành đã tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm giết mổ trái phép của bà Võ Thị Hồng Diễm, địa chỉ ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở có hành vi vi phạm giết mổ heo ở địa điểm không được cơ quan nhà nước cho phép, đội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất đội trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Hồng Diễm với mức phạt tiền là 7 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 3 cũng vừa bất ngờ kiểm tra và phát hiện một cơ sở tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đang chế biến thịt heo bệnh chết, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Đó là hộ ông Nguyễn Mạnh Thảo, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Tại hiện trường có hai người đang thực hiện việc lọc khoảng 1.100 kg thịt heo, có biểu hiện bốc mùi hôi thối. Theo lời khai ban đầu, lô hàng trên được lấy từ một hộ dân khác cũng tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh và được nhập về vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 5 với số lượng 100 con heo. Đội quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Mạnh Thảo bằng hình thức phạt tiền 7 triệu đồng vì hành vi giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh và phạt tiền 7,5 triệu đồng về hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký, tổng số tiền phạt 14,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm trên theo quy định. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, trong không khí chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, 71 năm kỷ niệm ngày truyền thống ngành công thương, 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 năm 2022 và 65 năm truyền thống lực lượng quản lý thị trường, 3 tháng 7 năm 1957, 3 tháng 7 năm 2022. Đảng ủy lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc tổ chức hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Chương trình trồng cây xanh chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng quản lý thị trường tại trường bán quốc gia khu vực 3, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Xuân Lộc, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cùng cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên đã trồng cây lưu niệm, tiếp tục gieo 1.000 mầm xanh trên mảnh đất hai lần anh hùng. Để lan tỏa phong trào này, các đoàn viên thanh niên quyết tâm triển khai sâu rộng phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Với vai trò là đoàn viên thanh niên của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thì chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền người thân, gia đình, bạn bè hưởng ứng chương trình trồng cây xanh theo như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho đất nước càng ngày càng xuân theo như mong ước lúc sinh thời của Hồ Chủ tịch. Với hình ảnh và khí thế của lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, chương trình trồng cây xanh chào mừng kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng quản lý thị trường và 1.000 cây được trồng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai sẽ là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến đây, chương trình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xin được phép khép lại. Nếu có những thông tin thắc mắc liên quan đến hoạt động buôn bán, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng cấm, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, quý vị có thể gửi đến chương trình thông qua địa chỉ chống buôn lậu, hàng giả, a@gmail.com. Còn bây giờ, xin ân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.